Kính thưa quý vị, chúng tôi làm cái video này để giới thiệu đến quý vị những gì mà đi theo với chiếc ghế massage mà quý vị mua từ công ty Luraco. Thưa quý vị, trước hết là ở đây chúng tôi gọi là tool kit, tức là những cái gì mà cần thiết cho cái người installer, tức là người lắp ráp ghế, hoặc là những cái gì mà quý vị cần nha. Thưa quý vị, trước hết á, ở trong này á, nó có cái quyển sách User Manual, tức là hướng dẫn sử dụng đó, và có một cái Extended Warranty Card. Nếu mà quý vị mua Extended Warranty thì quý vị fill out cái form này và gửi về cho công ty Luraco nhé. Rồi trong này hướng dẫn rất là chi tiết tất cả những cái thông tin về ghế massage, bao gồm là thưa quý vị cả cái vấn đề mà Warranty Service rồi Customer Service Phone Number, tất cả rất cần thiết ha. Và thưa cũng có một cái DVD trong này, thì quý vị ở nhà mà quý vị có cái DVD player, quý vị có thể bỏ vào, và trong này có video tiếng Anh và video tiếng Việt hướng dẫn cách sử dụng cái ghế massage. Hoặc là quý vị cũng có thể lên website của luraco.com hoặc là luracochair.com, quý vị cũng có thể thấy những cái video ở trên đó. Trong trường hợp này, nếu mà ai ở nhà không có internet hoặc là quý vị không có rành về về mạng internet thì quý vị có thể đẩy cái đĩa này vào và quý vị xem ha. Rồi thì hai cái này và cùng cái hộp sẽ ở lại với quý vị. Còn cái người mà ra lắp ráp ghế đó thì tất nhiên trong này có cái power cord, tức là cái dây power nè, rồi có cái remote control, và có một vài cái thứ nhỏ nhỏ mà cần thiết để mà ráp chiếc ghế. Thì những cái này là người 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 gắn sẽ dùng, còn họ sẽ để lại cho quý vị hai cái thứ này ha. Rồi thưa quý vị, như một lời cảm ơn đến quý vị đã ủng hộ ghế massage Luraco cũng như công ty Luraco, thì chúng tôi có một cái hộp gọi là special gift cho quý vị. Thì trong này có cái gì ạ? Thưa quý vị, trong này á là nó có một cái chai gọi là leather cleaner và leather conditioner, và cùng với một cái khăn để mà quý vị dùng cái này khi mà chiếc ghế một thời gian á, quý vị thấy nó hơi cũ cũ hoặc là nó hơi dơ dơ đó, quý vị dùng cái chai này và cái khăn này để quý vị đánh bóng cái ghế và chùi cho nó sạch sẽ, nó bảo quản cái ghế để cho cái da đó nó được là tồn tại lâu hơn ha. Và thưa, vào trong này nó có một cái chăn, thưa vị, trong này nó có một cái chăn để mà khi quý vị nằm trên ghế massage, quý vị đắp cái chăn này cho nó ấm cái cơ thể của mình, vì thuốc vị giữ cái cơ thể của mình ấm cũng là một điều rất là tốt nha thưa quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị ủng hộ công ty Luraco, ủng hộ những sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như người lao động Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị.